đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Có đầy đủ chứng cứ, đầy đủ thực tiễn để chúng ta chứng minh cái nhận định này. Vị thế của Việt Nam ngày càng được đề cao và tiếng nói của Việt Nam ngày càng được coi trọng tại Liên Hợp Quốc. Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có thành tích tốt nhất trong khu vực vào năm 2022. Việt Nam liên tục cải thiện vị trí trên bảng chỉ số hòa bình toàn cầu. Điều đó cho thấy Việt Nam là đất nước hòa bình, an ninh. Đại dịch COVID-19 gây hậu quả nặng nề, biến động kinh tế ở khắp nơi, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, các thách thức an ninh truyền thống, phi truyền thống diễn ra ngày càng nhiều. Những năm qua, tình hình thế giới và khu vực liên tiếp xuất hiện những diễn biến phức tạp, khó lường. Nhưng với sự đồng lòng phấn đấu của toàn đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã nỗ lực vượt qua gian khó, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện, tạo nhiều dấu ấn nổi bật trong khu vực cũng như trên trường quốc tế. Bám sát nghị quyết và đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 13, công tác đối ngoại từ sau đại hội đến nay đã được triển khai chủ động, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, rồi phối hợp chặt chẽ giữa các trụ cột đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa đối ngoại với quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực khác, giữa đối ngoại cấp cao với đối ngoại các cấp và các ngành, giữa song phương và đa phương. Công tác đối ngoại đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các mặt. Trong đó, kết quả bao trùm là đã củng cố vững chắc hơn cái môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, huy động được nhiều nguồn lực bên ngoài phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục nâng cao cái vị thế, uy tín quốc tế của đất nước. Tính đến tháng 9 năm 2023 thì Việt Nam có 13 đối tác chiến lược và 5 đối tác chiến lược toàn diện. Bên cạnh đó, Việt Nam liên tiếp được tín nhiệm bầu vào nhiều vị trí và cơ chế quan trọng như Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hay Ủy ban Liên Chính phủ Công ước UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Từ năm 2014, Việt Nam cũng bắt đầu cử lực lượng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và nhận được đánh giá cao từ các phái bộ và người dân địa phương. Việt Nam luôn ở tuyến đầu trong những cải tổ của Liên Hợp Quốc, đi đầu triển khai sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc nhằm tăng hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc ở cấp độ quốc gia. Từ năm 2014, Việt Nam đã cử các sĩ quan quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình. Rất nhiều các bài học về giảm nghèo và ứng phó COVID của Việt Nam nên được ghi chép lại và chia sẻ hơn nữa. Cùng với vị thế quốc tế ngày càng cao là những thành tựu phát triển kinh tế xã hội ấn tượng. Việt Nam có thể là hình mẫu thành công cho các quốc gia khác. Một trong 7 kỳ quan kinh tế của thế giới trong bối cảnh bất ổn toàn cầu. Điểm đến hàng đầu trong các thị trường mới nổi. Việt Nam là một trường hợp hiếm có hiện nay khi có tăng trưởng kinh tế tích cực, ngay cả trong dịch COVID-19, trong thời buổi tình hình thế giới đầy biến động như hiện nay. Những năm qua, ngày càng có nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới được biết đến một đất nước Việt Nam tươi đẹp, an toàn, với nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, với người dân thân thiện, yêu chuộng hòa bình và mến khách. Người Việt Nam rất thân thiện và luôn mong muốn giúp đỡ người khác bằng bất cứ cách nào. Tôi đã đi du lịch khắp thế giới nhưng chưa thấy một nơi nào thú vị như thế này. Những thành tựu trên mọi lĩnh vực của đất nước trong những năm qua đều có sự đóng góp không nhỏ của công tác thông tin đối ngoại. Trải qua 10 năm thực hiện kết luận số 16 về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020, những kết quả thực tiễn đã góp phần khẳng định công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng. Nhìn lại 10 năm qua thì lá cờ Việt Nam, văn hóa Việt Nam đã vươn xa đến khắp năm châu. Thế điều này là chứng tỏ hiệu quả. Thế nhưng mà hiệu quả là ở chỗ nào, do đâu? Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong 10 năm qua thì cái điểm rất mấu chốt là Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại đã hoạt động hiệu quả hơn, đồng bộ, dọc, ngang, thông suốt, trên dưới đồng lòng.
Thế thì nó tạo thành một cái sức mạnh tổng hợp. Với những đường hướng, kế hoạch rõ ràng, các cơ quan, đơn vị thành viên Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tiến hành triển khai công tác một cách đồng bộ, hiệu quả ở trong và ngoài nước trên tất cả lĩnh vực. Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại trải qua 9 lần tổ chức đã thu hút hàng nghìn tác giả tác phẩm trong và ngoài nước tham gia, chính là một minh chứng cho điều này. Tôi đã rất bất ngờ khi được trao giải thưởng về thông tin đối ngoại, một giải thưởng rất danh giá đối với tôi. Tôi muốn kể cho độc giả các nước biết tôi đã thấy một Việt Nam đổi mới hiện đại như thế nào và hy vọng rằng chúng tôi có thể đóng góp một phần nào đó trong việc đưa hình ảnh Việt Nam ra với thế giới. Đặc biệt, trong bối cảnh kỷ nguyên số, công tác thông tin đối ngoại đã có sự đổi mới mạnh mẽ về nội dung và hình thức truyền tải thông tin, đa dạng hóa phương thức hoạt động. Cái điều mà quan trọng nhất chúng ta đã làm được đó là chúng ta đã tổng kết một cách hết sức là nghiêm túc những cái việc đã làm và những việc chưa làm được trong lĩnh vực thông tin đối ngoại, và cũng đã có được rất nhiều nhận thức mới để mà tham mưu lên các cấp lãnh đạo ban hành những cái văn bản thể hiện cái tầm nhìn, cái chiến lược, cái quyết tâm và đặc biệt là cái nhóm giải pháp mới để làm tốt hơn nữa công tác thông tin đối ngoại. Đổi mới công tác thông tin đối ngoại thì chắc chắn cái vấn đề đổi mới nội dung và phương thức có một cái tầm quan trọng hết sức là quyết định. Chúng ta đã nhận thức được về tầm quan trọng của việc ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là những cái công nghệ mới trong cái lĩnh vực sản xuất và lan tỏa các cái nội dung để phải hướng tới được đúng các cái đối tượng mà chúng ta phục vụ. Thời gian tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Bên cạnh thời cơ, thuận lợi, đất nước ta cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Ngày 15 tháng 6 năm 2023, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận số 57 KLTVK về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Công tác thông tin đối ngoại đạt được nhiều thành tựu, nhưng ở trong cũng tồn tại nhiều hạn chế. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó, thì Đại hội 13 của Đảng ta đã đề ra những mục tiêu chiến lược rất lớn, hướng tới tầm nhìn 100 năm Đảng Cộng sản Việt Nam, 100 năm nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế rồi thì chúng ta tiến hành hướng tới những cái mục tiêu đó trong một bối cảnh cũng rất khó khăn của tình hình thế giới. Thì tất cả những điều đó thì đòi hỏi phải có sự đột phá, phải có sự đổi mới về tư duy và cách làm. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã xác định nhiều chủ trương quan trọng của toàn Đảng, toàn dân ta. Trong đó, đường lối đối ngoại được xác định với nhiều điểm mới, phù hợp với thế và lực của đất nước sau 35 năm đổi mới, đáp ứng yêu cầu của tình hình thế giới, khu vực đang có nhiều biến động. Việc triển khai hiệu quả đường lối đối ngoại của Đại hội 13 có ý nghĩa quan trọng đối với việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thu hút các nguồn lực phát triển và nâng cao vị thế, uy tín của đất nước.